Công nhận cái nước lại sung dễ sợ luôn. Cảm ơn mấy con biết nhiều. Bây giờ trước đây thì không biết cô chú bạn yêu cầu Mập Sượng hát ba khúc gì tiếp theo. Nhẹ nhàng, tình cảm hay là nhạc sôi động remix cho lên nóc nhà đi ạ. Hả? Remix đúng không? Nhìn ông mà tôi biết ông sôi động rồi. Xin cảm ơn những lời yêu cầu rất nhiều thương tất cả quý vị rất nhiều. Và bây giờ thì có hai ca khúc, hai ca khúc remix, ba ca khúc luôn đi. Phạm Trưởng sẽ đưa lên ba bài hát. Nếu như cô chú và bạn yêu thích bài hát nào có thể ủng hộ Phạm Trưởng bằng những thủ tràng vỗ tay thật lớn bài hát đó để Phạm Trưởng sẽ gửi tặng ca khúc đó cho mọi người nghe theo công bằng nha. Ok. Vâng ạ, thích ca khúc nào thì vỗ tay lớn dùm Phạm Trưởng ca khúc đó nha. Bài hát đầu tiên Phạm Trưởng sẽ đọc tên là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Kim Nhật Duy, ca khúc khá sôi động được mang tên Thà Quên Đi Remix. Trời ơi, đâu có một trăm mấy chục người vỗ tay à. Ok, ca khúc thứ hai là một bài hát cũng rất là quen thuộc với tất cả mọi người ở đây. Một sáng tác của chị Anh Bằng, ca khúc remix được mang tên Tình Là Sợi Tơ. 580 người. Ca khúc cuối cùng em sẽ đọc tên là một sáng tác của Phạm Trưởng, ca khúc nằm trong bộ phim ca nhạc Hot Boy Hột Kỳ Lộ. Biết bài hát gì mà vỗ tay. Ui dù da, xung dễ sợ luôn. Dạ, một sáng tác Phạm Trưởng, ca khúc được mang tên Thuyền Không Bên. Dạ, hình như hai bài ngang nữa. Ok, không làm mất thời gian nữa. Một sáng tác của Phạm Trưởng, ca khúc remix được mang tên Thuyền Không Bến nằm trong bộ phim nhạc Hot Boy Hồng Bình Lộ. Xin mời tất cả quý vị và bạn cùng lắng nghe. Ông biết bộ phim ca nhạc Hot Boy Hồng Bình Lộ Phạm Trưởng, khán giả của Mỹ đã nghe và xem chưa ạ? À? Ai còn giới thiệu lên Phạm Trưởng sẽ được bao nhiêu người? Xưa mai tranh cờ với hai quả tim mơ ở trong đêm chẳng phải thực tế ở sao ta vẫn cứ mơ một tình thơ chỉ nói sao chắc em đã hiểu đổ lỗi cho nhau chỉ làm thêm đau thì nay em vui lại sẽ thành thương yeah! Chúc em tìm được người tốt hơn tiền con đường em từng mơ ước, người ấy sẽ cho nhiều hạnh phúc mà bấy lâu em chẳng làm được, đã quá đáng nhưng không thể nhận được, em đừng quan tâm người đã dừng bước, anh tham mình mà dòng nước kia là con thuyền không bờ còn bên, là có thì không người sẽ chẳng phải thực tế có sao ta vẫn cứ mơ mỗi tình thơ sao ạ à? Tình đó em sao chắc em đã hiểu đổ lỗi cho nhau trời ơi hát hay phúc khớp hát một câu nhé ông Tâm ơi. Chúc em tìm được người tốt hơn tìm con đường em từ mơ ước, sẽ cho nhiều hạnh phúc mà bấy lâu anh chẳng làm được, đã cố gắng nhưng không thể được, em đừng quan tâm người ta dừng bước, anh tham mình vào dòng nước
tập sẵn mong em từ đây. Xin mời ạ. Xin mời ơi. Chắc là không thể nào bắt tay hết được rồi. Đã cố gắng như không thể được. Em được quan tâm người đã từng biết. Anh thăng mình vào dòng nước kia. Là con thuyền không bờ không bến. Là có thuyền không người che lấy. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Thực sự mà nói thì những ca khúc hoàn chỉnh khá là sôi động và rất là cao trào. Hát những bài hát này rất là mệt, rất là tốn sức, cho nên mọi người cứ đi đâu lâu lâu về phòng bị mọi người sau đây ốm như trước. Ui dung trời, hát nhạc ngày sau mặt nấu. Vâng, chắc phải là hoàn chỉnh phải nói lời tạm biệt tất cả quý vị các bạn, mặc dù rất là muốn hát nữa những ca khúc mới, ví dụ như là một sáng tác mới của Phạm Trưởng vừa mới hành, đó là đàn bà cũ, một hát rất tâm trạng dành tặng cho những khán giả trung niên và lớn tuổi. Vâng ạ, nhưng mà thời gian dành cho Phạm Trưởng đã hết, Phạm Trưởng phải bước vào bên trong. Kính chúc toàn thể quý vị một tập vui, toàn nhiều sức khỏe và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống nha. Một tràng vỗ tay thân yêu Phú Mỹ ơi. Vâng, xin chân thành cảm ơn sự ưu ái của quý vị đã dành